sư cô sẽ dắt chúng ta ra phía sau nơi mà ngài Đạt Ma. Con mời sư cô bên đây. Do gia đình của anh chị Tiết Lại La thì cô cũng nói luôn để mọi người cũng như gia đình anh được vui khi mà thấy cái sự chung tay cúng dường của mình đã viên mãn. Mình sẽ trang trí, mình làm cái bệ ra, xong rồi mình trang trí ở giữa đây là mình để cái tượng tổ Đạt Ma, và ở trên mình sẽ gắn cái hào quang cho ngài. Gọi là trụ trì hay là những chư tôn đức mà giống như thầy tổ của mình đem về thờ, mình sẽ thờ hai bên ở bệ thấp ở dưới nè. Dạ dạ. Dạ. Ở này chỉ là một bức tượng cổ Bồ Đề Đạt Ma. Dạ. Là cái bức tượng của gia đình anh Tiết Lại La. Thì nếu anh Tiết Lại La anh muốn phát tâm để mà trang hoàng luôn thêm cái tượng của mình bằng những cái mà hoa văn hoặc đèn gì đó, thì anh có thể liên hệ với cô để cho khi mà sau này anh và vợ con có về ra bằng thờ tổ phía sau cũng thấy được rằng cái công đức của gia đình mình ở cái nơi này đã được sư cô làm một cách trọn vẹn. Chú cũng có nhắn nhủ là chú cũng xin cái miếng nhỏ nhỏ để tên gia đình một góc dưới nhỏ dưới chân ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì để chùa sẽ cố gắng nhớ. Bây giờ công việc nó quá nhiều rồi, có gì quên thì nhờ cũng mấy chú nhắc ra dùm để cho gia đình được trọn vẹn cái công đức này. Nếu mà chú có phát tâm nữa thì chú hỗ trợ mình làm cái án ngồi cái bệ ra, xong ở trên mình sẽ dán đá hoa cương và mình chạy chỉ xung quanh. Rất là đẹp hả cô ha, ở phía trên nữa. Rồi thì bây giờ chắc cái chi tiết cuối cùng thì con muốn mời cô ra ngoài sân, nơi mà mọi người cũng đang rất là mong muốn nghe cô trình bày thêm về cái nơi ngự trị của còn những cái tượng nào nữa, con mời cô chia sẻ luôn. Dạ. Dạ. Ngài hộ pháp và ông Tiêu. Đúng rồi, ngài hộ pháp mình cũng cao 2m và ông Tiêu cũng cao 2m, như theo như là chư tôn đức lãnh đạo đã dạy, tượng tổ 2m, ông Tiêu 2m và ngài hộ pháp cũng 2m luôn. Dạ, cho nên đó là quý mạnh thường vương cũng đang cố gắng đóng góp ủng hộ phục với chùa. Và quan trọng nhất là ngài Di Lặc nữa. Cô hãy cho con và mọi người thông tin về ngự trị của ngài Di Lặc cao bao nhiêu và nằm ngay đâu ạ? Dạ, theo như chư tôn đức lãnh đạo thì dạy tượng nó rất là lớn, nhưng mà mình thấy thôi chùa mình nhỏ nhỏ thôi, mình làm cái tượng cao 2m là được rồi. Bữa đi lên coi á, thấy cái tượng cao 2m mình thấy cái tầm đó cũng vừa. Dạ. Mình sẽ để lên cái án nữa, cái bệ ngồi. Dạ, để ở dưới đây để trước khi mình bước lên chính điện. Dạ. Mình sẽ gặp ngày trước, mình xá chào ngày trước mình mới lên chính điện. Bởi vì ngài rất là quan hỷ khi mà mọi người với cái tâm mà đang khổ đau với cuộc đời mà vô thấy ngài Di Lặc á mỉm miệng cười, thì tự nhiên tâm hồn sẽ thanh thoát hơn, thanh thản hơn. Cho nên mình cũng để ngài đây là quay hướng ra hướng lộ phía trước. Dạ, ngài sẽ ngồi trên mình đặt cái bệ ngồi, và phía trước là có cái án và cái thùng công đức luôn. Ai muốn phát tâm thì cứ để vào. Cô quyết định là ngài là cao 2m đúng không cô? Thì chắc chắn rằng quý vị hoặc vị nào nếu có điều kiện hoặc là mọi người cùng chung tay để mà cúng dường Đức Phật này, thì điều mà chúng ta nhận được đầu tiên đó là sự lạc quan, yêu đời, vui vẻ, hạnh phúc, sự bình an của gia đình gửi gắm vào pho tượng của ngài Di Lặc, lúc nào cũng nở nụ cười. Và bây giờ thì sư cô sẽ cho chúng ta một cái vị trí phải nói là đặc biệt quan trọng mà ai cũng phát tâm, muốn phát tâm đóng góp, đó là tượng ngài Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên. Dạ con mời sư cô, mình sẽ để sư cô sẽ chỉ tận nơi để mà mọi người có thêm những cái thông tin rất là quý báu trong cái sự mà quan hỷ đóng góp của mình, nó sẽ trường tồn vĩnh cửu với thời gian quý vị. Thì sư cô đang chuẩn bị bước qua cái cổng chùa, cổng cũ của ngôi chùa Đức Hòa 300 năm. Đây là cái ngôi chùa cổ nha quý vị. Đây, con ơi, cô đứng ngay cái góc mát mát á cô. Đã đứng đó đi con lại liền. Đây. Dạ. Rồi, con mời sư cô ạ. Dạ vâng. Ở đây là giữa chính điện đúng không ạ? Dạ. Dạ.
Theo như Chư Tôn Đức lãnh đạo dạy á, mình sẽ có một cái tượng Quan Âm lớn cao 7 mét đứng ra nhìn ra phía trước. Mình nghĩ rằng ở cái vùng đất này, do vì cái địa hình á, cái đường đi, cái đường đan này rất là nhỏ hẹp, cho nên là chùa không có thể nào làm cổng tam quan chùa, cho nên rất là đáng đo suy nghĩ, không biết phải làm sao. Con đường đó thì chùa đã mua cái ruộng của người ta lên đường rồi, mình hình thành được con đường vào chùa rồi, cho nên mình cũng đang hỏi ý kiến người dân để mình mua lại cái đất này để mình thiết lập cái tượng Quan Âm và cái cổng tam quan chùa, bởi vì chùa phải có cổng tam quan nó mới có ý nghĩa là một ngôi chùa. Thứ hai nữa, mình trang trí những cái khu vườn giống như khi mà Phật thuyết pháp, hay là Phật thành đạo, hay là Phật đản sanh, mình tạo cái khuôn viên để cho mọi người về chùa, về bước vào cái khu vườn này lễ lại để cho tâm hồn được thanh tịnh, thì đó là tâm nguyện của chùa thôi. Nhưng mà chắc là phải cầu vợ chư Phật gia hộ dữ lắm, quý mạnh thường quân đóng góp tới đâu thì chùa sẽ cố gắng làm tới đó. Hầu như là mọi người khi bước chân về chùa ai cũng tha thiết nói sư cô ráng nha, ráng hỏi cái mảnh đất này để mình thiết cái tượng Quan Âm quay ra đường, để mọi người đi ngang qua lại có thể chiêm bái lễ lại và được cái công đức thù thắng đó. Dạ vâng, đó là tâm nguyện của chùa. Và những cái khu vườn mình sẽ làm bên kia kìa, mình làm vách núi cho hướng về chùa bên đây, thì đó là tâm nguyện của chùa thôi. Con mong sư cô hãy thông tin thêm về ngày Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên. Ngày Quan Âm Lộ Thiên thì tùy theo cái khả năng của mình, như Chư Tôn Đức lãnh đạo dạy là ngày sẽ cao 7 mét và ở dưới đó là ngài đứng trên một cái tảng đá và có chạm con rồng, thấy là chú Lê Thân Thiện cúng về chùa là có hình ảnh rất là đẹp. Và thấy tượng Quan Âm rất là đẹp. Thì Phật sẽ đứng ở giữa chánh điện đúng không ạ? Đứng cái khu vực này và nhìn ra cái hướng lộ đó, mọi người đi ngang qua lại thì có thể chiêm ngưỡng được cái tượng cao, bởi vì ở đây là cái vùng quê, người bà con trồng dừa rất là nhiều, mà mình làm tượng thấp thì ở ngoài đó không thể nào thấy được. Mà ở đây đặc biệt là trẻ em rất là đông, chiều lại phải chạy về chùa nô đùa rồi lại Phật, rồi tối ở lại chùa tụng kinh nữa, cho nên là chùa mình có được một cái khu vườn, mình tạo cho các em cái kỷ niệm thời tuổi thơ chắc là ghi nhớ sâu sắc tới cả cuộc đời mình, mà thậm chí hướng đến con cháu của mình nữa. Vâng. Thưa quý vị, đây vị trí này, nếu sự đóng góp của quý vị thì chắc chắn rằng tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên đang cầm bình nước cam lồ chắc chắn là sẽ là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa. Đó cũng là một cái sự quyên góp, đóng góp của quý vị trong cái công đức của mình, sớm hoàn thiện được những cái gì mà không riêng gì sư cô Phúc Thuận đây, mà ai cũng mong muốn. Ngoài cái tượng Phật ra thì mình nghĩ rằng Phật luôn từ bi cứu khổ cho mọi người, cho nên chùa cũng định mở một cái phòng thuốc nam từ thiện, hút thuốc chăm cứu miễn phí cho bà con nghèo. Bởi vì Bồ Tát hành Bồ Tát của ngài, thì ngài sẽ gia hộ cho mọi người, thì phải có bàn tay của mình đóng góp vào. Trước cái sự đóng góp của các mạnh thường quân, ngoài chị Phượng quần áo với Tam Thánh Tây Phương, quá trình chuẩn bị mình đặt tượng của những cái ngôi tượng mà bảy tỷ tượng Dược Sư, Phật Quan Âm, rồi Đạt Ma, rồi Địa Tạng thì như thế nào, thưa con muốn nghe thông tin ạ. Khi mà được chú Lê Thân Thiện giới thiệu ở chỗ đá Chiến Yến thì chùa đã liên hệ ở Đà Nẵng rồi, thì chú cũng có đã báo giá từng tượng rồi. Và chú cũng báo là cái kinh phí vận chuyển về đây là 10 triệu. Nhưng mà qua sau đó thì chú Chiến Yến có trao đổi với chú Lê Thân Thiện thì có cúng dường lại 2 triệu không ạ? Dạ, trên tiền vận chuyển là 8 triệu. Dạ, còn mọi bức tượng là cũng có nguyên giá như hồi nãy chú đã nói rồi. Thì sau khi mình nói chuyện xong rồi thì chùa sẽ liên hệ đặt ca tượng với chú Chiến Yến. Con thường quân mà chùa có được những cái bức tượng đẹp để tôn thờ. Con sẽ tiếp tục làm cầu nối để sớm hoàn thiện cái ngôi Tam Bảo, nó sẽ trường tồn vĩnh cửu, với không chỉ là
của riêng ai hết, dạ, mà của rồi. Tất cả các dạ. Mọi người, của Phật tử cũng như là của mọi người khắp thế giới khi mà về đây sẽ ghé chùa Đức Hòa, quyền cho gạo của tỉnh Tiền Giang, trước lại Phật sau dùng cơm chay và thăm sư cô.